Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Huệ vừa tổ chức hội thi ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp và biểu dương cán bộ hội cơ sở giỏi năm 2022 nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Hội thi với sự tham gia của 12 ý tưởng khởi nghiệp, trong đó ý tưởng rượu cà na Đức Huệ của thí sinh Ngô Thị Mỹ Hương đạt giải nhất, ý tưởng túi sách quê hương của thí sinh Ngô Thị Kim Dung đạt giải nhì, thông qua hội thi nhằm thúc đẩy phong trào khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp của lực lượng phụ nữ, đồng thời tạo cơ hội để chị em phụ nữ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm tại địa phương. Dịp này, Hội Phụ Nữ các cấp cũng đã ôn lại truyền thống ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam và 12 năm ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10, biểu dương 12 chị là cán bộ hội cơ sở giỏi năm 2022.